Đến 31 tháng 12 năm 2025, cơ bản hoàn thành dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 phải cơ bản hoàn thành dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Thông báo số 451 trên TB Văn phòng Chính phủ ngày 3 tháng 10 năm 2024, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là công trình sân bay quốc tế kết nối với thế giới, có quy mô rất lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm. Công trình triển khai trong điều kiện khó khăn, các đơn vị chưa có kinh nghiệm triển khai, chủ đầu tư còn khó khăn về vốn. Quá trình triển khai gặp đại dịch COVID-19, do đó đòi hỏi phải triển khai một cách khoa học hơn với cách làm mới, cách tiếp cận mới và phải dịch chuyển thời gian hoàn thành dự án. Mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 phải cơ bản hoàn thành dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 14, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tiếp theo, các cơ quan, đơn vị, nhà thầu xây dựng lại đường gang tiến độ làm cơ sở điều hành, giám sát quá trình thi công với tinh thần quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt. Làm việc nào dứt điểm việc đấy, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức sắp xếp, bố trí việc thi công trên công trường phải khoa học để đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 cơ bản hoàn thành nhà ga và các dự án thành phần. Phân công công việc phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Các liên danh, nhà thầu chính tích cực triển khai, kêu gọi các nhà thầu phụ, huy động các lực lượng thi công. Đặc biệt các nhà thầu trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu. Các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm tra, thẩm định, kiểm toán các hạng mục công trình, nghiên cứu việc kiểm toán song song với quá trình thanh toán các gói thầu, tránh thất thoát, lãng phí. Phát động cuộc thi đua cao điểm 450 ngày đêm trên công trường, đưa dự án về đích vào ngày 31 tháng 12 năm 2025.